Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Tại Gia. Mình là Ngọc Thái. Một số bạn hay hỏi mình là một số côn trùng thường xuất hiện và cách thức gây hại cũng như là 10 phương pháp phòng ngừa cho nó là như thế nào. Thì hôm nay nhân cái dịp là một cái vườn của mình thì đang bị một loại côn trùng tấn công, thì mình sẽ hướng dẫn giới thiệu sơ lược về loại côn trùng đó và cũng như một số biện pháp phòng ngừa mà công ty đang sử dụng. Như các bạn đã thấy trên hình, đây chính là con nhện đỏ. Nhện đỏ thì có tên khoa học là Tetanychus, thuộc bồ nhện. Có kích thước thì khá là nhỏ, từ 0,3 tới khoảng 0,6 mm, có màu đỏ đặc trưng như các bạn đang thấy trên hình đây. Mình sẽ để tấm hình của một con nhện ở bên góc màn hình để cho các bạn dễ quan sát. Thì cũng cái loài nhện đỏ này thì cách thức gây hại của nó là nó sẽ ăn cho bạc trắng cái hết cái lá của chúng ta. Thì đầu tiên á, thì nó ăn sẽ là ăn mặt dưới, sau đó nó sẽ quay lên mặt trên. Đây như các bạn thấy, một cái lá này đang bị hại rất là nặng. Thì cái loài nhện đỏ này á, thì thường gây hại trên các cây sáng màu, đặc biệt là như là cái cây có màu xanh của xà lách nè, rau muống hoặc là cây rau dền. Thì đây là ba loại cây mà thường là bị nhện đỏ tấn công nhiều nhất. Một nhện đỏ thì gây hại trên tất cả các cây trồng, nhưng mà các bạn nên tập trung vào ba loại cây này nhiều hơn. Nhện đỏ khi mà xuất hiện và tới lây lan và tấn công và gây hại cái biểu hiện cho cái vườn rau mình á, thì nó sẽ rất là nhanh. Do cái số lượng của nó rất là nhiều nên các bạn phải chủ động thăm vườn thường xuyên, để nếu như mà phát hiện thì mình phải xử lý nó kịp thời. Thì nhện đỏ thì nó sẽ di chuyển từ cây này sang cây khác, từ nhờ vào gió nè, hoặc là do các tơ nhện của nó răng ra và đi từ cây này sang cây khác. Những cái lá bị nhện đỏ như thế này thì chúng ta chỉ có bỏ thôi, không thể ăn được, do là nó đã ăn hết các chất dinh dưỡng rồi. Thì một số biện pháp mà để phòng ngừa cho nó thì cái công ty Ăn Sạch Uống Sạch của mình đang có một vài cái biện pháp, đó là sử dụng các bẫy côn trùng. Đây chính là cái bẫy côn trùng. Bẫy côn trùng thì thường có màu vàng hoặc là màu xanh như thế này. Cái bẫy côn trùng này thì nguyên tắc hoạt động của nó là các côn trùng cũng như là cái loài nhện đỏ này thì nó sẽ bị thu hút bởi các ánh sáng màu sáng màu như là màu vàng hoặc màu xanh, thì nó sẽ bị dẫn dụ tới và sau đó nó sẽ bị dính vào trong đây. Đây có một cái lớp keo, khi mà dính vào rồi thì côn trùng nó không thể thoát ra được. Một cái biện pháp tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái dịch chiết từ cái dung dịch hỗn hợp gừng tỏi ớt. Thì cái cách pha như thế nào thì các bạn thì nó có rất là nhiều ở trên mạng, nên các bạn mỗi công ty hoặc là mỗi người thì sẽ có cách pha khác nhau, nên các bạn sẽ tham khảo thêm giùm mình cái đó. Cái nguyên tắc hoạt động của nó thì sẽ sau khi mà mình phun nó bám lên cái da côn trùng, thì nó sẽ gây bỏng nhát ga, gây ra hiện tượng là mất nước và dẫn tới cho côn trùng chết. Tiếp theo thì là bên mình có sử dụng một cái thuốc trừ sâu sinh học này đây. Đây là một loại thuốc trừ sâu sinh học mà có tác dụng phổ rộng, không chỉ diệt được cái loài nhện đỏ mà còn diệt được nhiều loài côn trùng khác nhau. Thì cái thuốc này thì được chiết xuất từ lá của cây niêm Ấn Độ. Thì cái trong cái lá của cây niêm Ấn Độ thì có một cái hoạt chất tên là azadiractin. Thì cái hoạt chất này thì nó sẽ gây cho cái hiện tượng là ngộ độc thần kinh côn trùng nếu mình phun với cái liều lượng đậm, thì dẫn cho côn trùng bị ức chế thần kinh và dẫn tới chết. Nếu như mà mình phun với tác dụng với nồng độ mà thấp thì nó sẽ gây hiện tượng thẩm thấu vào trong các cây và sau đó dẫn chuyển lên các đầu lá. Khi côn trùng mà nó ăn thì vào thì nó sẽ bị gây hiện tượng biến ăn và từ từ dẫn tới chết. Thì cái thuốc sinh học thì không có tác dụng ngay,
Nhưng mà các bạn nên phun thường xuyên để làm gì? Thì khi phun thường xuyên á, thì cái quần thể côn trùng sẽ được đẩy lùi và từ đó dẫn tới cái vườn của chúng ta được bảo vệ. Sau đây mình xin giới thiệu tới các bạn là cái cách phun thuốc. Thì cái liều lượng phun á, thì trên cái chai niêm khuyến cáo á, là từ 30 tới 50 ml cho một bình 16 lít. Thì mình phun và từ đó các bạn sẽ chia ra nhé. Cách phun á, thì các bạn nên phun là ướt đẫm của cái lá như thế này đây. Các bạn cứ mạnh tay mà phun không sao cả, cái thuốc này á, thì nó không có gây hiện tượng là cháy lá hay sao hết. Phun á, thì mình phun mặt dưới, phun đều hết tất cả gốc. Thì khi mà phun thì phải phun hết tất cả các cây trong vườn, tại vì nếu như mà bạn phun cái cây này nó hết thì cái quần thể nó sẽ di chuyển sang cái cây khác thì nó sẽ gây hại cây tiếp theo, nên các bạn hãy phun đều hết.